Chào các bạn, mùa đóng thuế thu nhập cá nhân tại Singapore lại tới. Với các bạn mà đang làm việc tại Singapore thì các bạn đã nhận được cái tin nhắn của IRAS, cơ quan quản lý thuế nội địa tại Singapore, thông báo về cái thời hạn mà các bạn phải nộp thuế trong năm 2024 này, hay chưa? Các bạn có thể xem đây là một cái ví dụ về cái thông báo về tin nhắn mà IRAS gửi cho tất cả những người dân tại Singapore mà những người đi làm hoặc là có các cái phần thu nhập về cái thời hạn thông báo là phải đóng thuế thu nhập cá nhân của năm 2024 này là. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái thông tin cũng như là hướng dẫn cái cách mà các bạn đóng nộp thuế thu nhập cá nhân khi mà các bạn làm việc tại đây. Với các bạn mà lần đầu tiên xem video của mình thì mình là Loan, một cựu du học sinh thạc sĩ MBA tại Singapore. Hiện tại thì mình đang sinh sống cũng như là làm việc tại đây được hơn 7 năm rồi. Mình nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan tới chủ đề về thuế thu nhập cá nhân. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái cách thức, cái quy trình các bạn có thể làm để thanh toán thuế thu nhập cá nhân là một, cũng như là một số các cái lưu ý của các bạn khi mà làm việc tại Singapore liên quan tới cái phần thuế thu nhập cá nhân này. Thứ nhất đó là toàn bộ người nước ngoài khi mà các bạn làm việc tại Singapore nhé, dù bạn làm dưới dạng thẻ Work Permit này, dưới dạng thẻ Expat hay dưới dạng thẻ Employment Pass thì tất cả người nước ngoài làm việc tại đây đều sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thông thường cái thuế thu nhập cá nhân này sẽ có hai hình thức đóng. Một là các bạn sẽ lựa chọn hình thức là Gyro, tức là nó sẽ tự động trừ hàng tháng, tức là mỗi tháng khi mà các bạn nhận lương là trên hệ thống là nó đã trừ đi cái phần thuế thu nhập cá nhân của các bạn rồi. Hoặc một trường hợp thứ hai nữa là các bạn sẽ để năm sau các bạn mới đóng. Mình có thể ví dụ như là thuế thu nhập cá nhân cho toàn bộ các cái thu nhập mà bạn kiếm được trong năm 2023 thì bạn sẽ đóng vào quý 2 của năm 2024 này. Và thông thường thì đây là cái cách mà mình cũng đang dùng, bởi vì mình sẽ không muốn là trừ tiền mỗi tháng mà mình sẽ muốn đóng một cục luôn. Cái này là tùy mỗi người nhé, bởi vì cái số tiền nó sẽ không thay đổi đâu. Số tiền hai cái nó sẽ là như nhau, nó chỉ có cái khác nhau là bạn đóng trước hay đóng sau mà thôi. Với thứ hai nữa là mình cũng nhận được một số các câu hỏi của các bạn, đó là có phải người có quốc tịch Singapore là sẽ bị đóng thuế thu nhập cá nhân ít hơn so với người nước ngoài hay không? Thì cái này câu trả lời hoàn toàn là không nhé, bởi vì cái mức thuế suất thu nhập cá nhân nó áp dụng cho tất cả người lao động tại Singapore, cho dù họ là quốc tịch Sing, họ có thẻ thường trú nhân hay họ là người nước ngoài thì cái mức thuế suất nó đều được áp dụng như nhau. Chỉ có cái khác đó, nếu như mà là người Singapore, quốc tịch Singapore thì có thể là họ sẽ có các cái phần miễn trừ, miễn giảm thuế khác nhau. Thì đó có thể là cái lý do mà cái số tiền thuế họ sẽ đóng ít đi nếu như cái thu nhập của họ cũng giống như cái người nước ngoài. Phần thứ ba nữa đó là trước khi mà các bạn đưa ra được một cái con số thuế mà các bạn phải đóng thì bao giờ phía IRAS là họ cũng sẽ yêu cầu các bạn làm cái phần filing cái mức thu nhập của các bạn trước. Thì theo mình biết là tất cả những công ty mà họ có đăng ký kinh doanh tại Singapore nhá, thì công ty họ đã có cái chính sách với IRAS đó là auto filing, tức là họ tự động cung cấp cái tổng thu nhập của bạn khi mà làm việc tại công ty cho phía IRAS. Thì thông thường vào tầm tháng 1 này hoặc tháng 2 là các bạn sẽ nhận được cái tin nhắn như thế này, là phía IRAS họ sẽ thông báo là cái phần filing thu nhập của bạn đã được thực hiện auto rồi, bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Có điều duy nhất bạn cần phải làm đó là thứ nhất bạn sẽ cần kiểm tra lại xem là cái mức thu nhập mà công ty gửi cho phía IRAS nó đã đúng hay chưa. Có một số trường hợp là bị nhầm cho nên các bạn cũng nên kiểm tra lại. Với thứ hai nữa là các bạn sẽ cũng nên kiểm tra xem là mình có các cái phần miễn trừ, miễn giảm nào hay không. Bên Sing họ sẽ gọi là tax relief hoặc là tax reduction. Thì các bạn cần kiểm tra lại xem bạn có hay không. Nếu như các bạn có thì các bạn sẽ cần thông báo cho IRAS để họ cập nhật lại cái phần tính thuế cho bạn. Thì đấy sẽ là một số các cái lưu ý mà các bạn sẽ cần phải làm. Thì các bạn có thể tham khảo các cái video trước mình có chia sẻ về một số các cái cách để các bạn làm sao có được miễn trừ, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi mà các bạn làm việc tại Singapore. Thì một số những cái ví dụ như là có con nhỏ là các bạn cũng sẽ được miễn giảm này, hoặc các bạn mua cái bảo hiểm nhân thọ này, hoặc các bạn làm từ thiện, hay là các bạn đăng ký các khóa học. Thì chi tiết hơn các bạn có thể theo dõi cái video này. Và tiếp theo nữa là về cái cách đóng thuế thì theo mình thấy nó cũng rất là đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể thực hiện thao tác ở trên điện thoại nha, hoặc là trên máy tính. Vì mình thường mình sẽ quen với làm trên máy tính hơn ấy, thì trong video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn trên máy tính để các bạn có thể là thấy được cho nó dễ dàng hơn so với ở trên điện thoại. Đầu tiên là mình sẽ vào cái trang website của phía IRAS. Các bạn có thể lên trên Google các bạn tìm, sau đó là họ sẽ có cái website này. Thì bạn sẽ lựa chọn thứ nhất là vào cái mục login này. Sau đó là bạn sẽ chọn personal nhé. Bởi vì cái này là mình là làm việc dưới dạng là người lao động cho nên mình sẽ lựa chọn personal. Còn ví dụ nếu bạn nào mà có kinh doanh các thứ thì bạn có thể là chọn business. Sau đó là cái này các bạn sẽ cần phải có một cái tài khoản SingPass nhé. Theo mình thấy thì hầu hết tất cả các bạn nào mà làm việc tại Singapore có thể work permit này, expat hay là EP là các bạn đều hoàn toàn có thể tạo được cái tài khoản SingPass này. Sau đó là mình sẽ lấy cái di động, mình scan cái phần SingPass xong. Sau khi mà đã được duyệt ở trên SingPass rồi á, mình sẽ approve ở đây để duyệt. Đó là các bạn sẽ kết nối được ở trên cái website của phía IRAS này. Thì ở trên đây là các bạn sẽ thấy được những cái thông tin toàn bộ liên quan đến phần thuế của các bạn. Thì thứ nhất đó là các bạn có thể nhận các cái thông báo. Đây sẽ là cái phần các bạn cần điền cái số điện thoại di động của các bạn vào. Thì bất cứ những cái thông báo nào của IRAS là họ sẽ gửi vào cái số di động này cho các bạn. Với thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy ở trong cái phần account summary đây, là các bạn sẽ thấy là thứ nhất là họ sẽ có cái mục income tax này. Nếu như mà bạn chưa đóng tiền nha, là cái phần balance, tức là cái phần khoản còn phải đóng, là họ sẽ hiện cái số tiền mà các bạn phải đóng ở đây. Còn nếu mà đóng xong rồi thì nó sẽ hiện là zero. Vì ở đây là mình đã đóng rồi cho nên là hiện tại của mình đang là zero, tức là không còn gì nữa. Thì các cái hình thức mà đóng thì rất đơn giản các bạn. Ví dụ như nếu mà ở trên đây mình lấy ví dụ các bạn mà có balance, các bạn chỉ cần click vào đây là nó sẽ có cái phương thức cho bạn đóng thuế. Hoặc bạn vào đây pay tax. Thì trong cái phần pay tax này là bạn sẽ có cái phần đóng thuế. Một là bạn đóng theo cái tài khoản bằng cái thẻ tín dụng của các bạn, hoặc không thì các bạn đóng theo thông tin họ sẽ hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết. Thì vì như là mình không có cái phần nào nữa cho nên là đây là họ sẽ để là you do not have any outstanding payment. Phần tiếp theo nữa là với một số bạn mà có các cái phần liên quan tới phần tax relief á, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi email nhé. Các bạn có thể gửi email cho phía IRAS. Mình có thể ví dụ như là thường mình gửi cho phía IRAS cũng khá là nhiều, nhưng mà thông thường trên hệ thống họ sẽ chỉ giữ những cái tin nhắn mới nhất gần đây thôi. Ví dụ như ở đây là họ sẽ giữ cái tin nhắn của mình là từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. Còn những tin nhắn trước đó là họ sẽ không giữ, bởi vì nó sẽ tự động bị delete là sau 60 ngày. Thì ví dụ như ở đây là mình cũng sẽ yêu cầu là họ giúp mình là cập nhật các cái phần miễn trừ miễn giảm cho mình. Thì cái này là các bạn phải email trực tiếp cho phía IRAS nhé. Thì lúc đó là họ sẽ làm cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là họ sẽ phản hồi rất là nhanh. Theo mình thấy thì nếu mà không phải trong giai đoạn cao điểm như tầm 3 đến 5 working day, tức là ngày làm việc, là họ sẽ gửi lại cho bạn. Còn một số trường hợp thì có thể kéo dài hơn. Nhưng mình thấy so far mình cũng rất là happy đối với cái dịch vụ của trên IRAS. Mình gửi các thông tin nào là họ có thể là phản hồi lại cho mình rất nhanh. Ví dụ như để hiện tại ở đây là các bạn muốn là phía IRAS cập nhật cái phần miễn trừ miễn giảm cho các bạn, thì các bạn vào thứ nhất là cái mục compose mail này. Sau đó là các bạn sẽ lựa chọn, ví dụ như ở đây mình sẽ lựa chọn là individual là một. Thứ hai nữa là các bạn sẽ lựa chọn, hoặc nó sẽ có foreigner. Ở đây là self-employed, mình sẽ lựa chọn là foreigners bởi vì mình là người nước ngoài. Tiếp sau nữa phần tiêu đề của nội dung email thì bạn comment text filling. Hoặc là nếu mà bạn không biết là nó thuộc cái hạng mục nào ấy, thì mình nghĩ là các bạn cứ nên lựa chọn là others đi. Thì nó sẽ có tất cả các phần liên quan. Sau đó các bạn sẽ viết cụ thể trong cái phần email này là các bạn muốn là phía IRAS cập nhật lại cho các bạn liên quan tới phần miễn trừ miễn giảm thuế. Xong là các bạn gửi, thì 3 đến 5 working day là họ sẽ gửi lại cho các bạn nhé, rất là nhanh luôn. Còn ví dụ các bạn muốn nhận thêm các cái thông tin nào khác của IRAS thì các bạn sẽ vào mục Notice hoặc Letter. Thì trong đây nó sẽ có các cái phần Individual. Mình sẽ share cho các bạn một cái phần, cái Notice of Assessment là cái phần mà họ sẽ cho các bạn thấy là toàn bộ các cái số income của các bạn có là gì này. Sau đó Employment, tổng cái số chargeable taxable income mà các bạn phải đóng trong một năm. Cái quan trọng mình muốn show cho các bạn ở đây á, là cái phần liên quan tới deduction. Bởi vì mỗi một người nó sẽ có các cái phần deduction khác nhau. Ví dụ như ở trong đây tổng cái deduction của mình là 60.722. Thì đây là cái phần deduction này của mình. Thì trong cái deduction này nó sẽ cụ thể cho các cái phần từng hạng mục nhá. Ví dụ như là earned income này là 1.000 đô, thì tất cả người nước ngoài hay là người Sing đều sẽ được cái này, được cái 1.000 đô này sẽ được trừ nhá, ai cũng được này. Thứ hai nữa là có con nhỏ, có con nhỏ thì ở trong đây là mình cũng sẽ được miễn giảm này. Thứ ba nữa là ví dụ như là bởi vì là bố mẹ chồng của mình á, cũng là người Singapore và không đi làm thì mình cũng sẽ được cái miễn giảm của cái phần này. Grandparent caregiver thì hiện tại ở đây nó sẽ miễn giảm trừ cho mình vì là có bố mẹ mình không đi làm trông con nhỏ cho mình, cho nên là mình cũng sẽ được miễn trừ miễn giảm ở cái phần này. Phần thứ ba nữa là mình cũng mua bảo hiểm cho nên là mình được trừ phần này. Phần tiếp theo nữa là mình cũng có cái contribute, tức là đóng vào cái tài khoản quỹ hưu trí bổ sung SRS á, cho nên là cũng sẽ được trừ. Như vậy là các bạn sẽ thấy là tổng cái phần deduction của mình là nó sẽ được ở cái mức này. Thì sau đó là họ sẽ tính cho các bạn là cái mức thuế các bạn cần phải đóng là bao nhiêu. Sau khi mà trừ đi cái phần deduction rồi á, thì còn lại là các bạn sẽ cần phải đóng là bao nhiêu. Đó, thì toàn bộ những cái phần trên đây là nó sẽ rất là chi tiết và cụ thể, và các bạn hoàn toàn có thể biết được xem là các cái mức mà các bạn cần phải đóng là như thế nào. Các bạn thấy rất là đơn giản đúng không? Theo mình thấy thì cái quan trọng nhất khi mà các bạn nhìn các cái phần tính toán liên quan tới phần mức thuế thu nhập cá nhân đó, là các bạn sẽ kiểm tra lại xem là cái phần thu nhập mà doanh nghiệp họ gửi cho bạn thông tin về mức lương này, cũng như là các cái phần lương thưởng của các bạn nó đã đúng với thực nhận của các bạn hay chưa. Bởi vì mình, một trong những cái công ty trước đó mình làm là mình đã bị gặp cái trường hợp đó là cái mức mà công ty báo cho phía IRAS nó cao hơn so với cái thực nhận của mình. Sau đó là mình yêu cầu công ty họ tính lại, và họ cũng đã tính lại và họ phát hiện ra cái lỗi sai, và khi đó là mình cũng được giảm ở cái phần đấy. Thì cái phần các bạn double check lại là cái phần cũng khá là quan trọng. Với phần thứ hai nữa là mình rất là khuyến khích, ví dụ như các bạn nào mà có được các cái miễn trừ miễn giảm ấy, thì các bạn nên thông báo cho IRAS để họ sẽ tính lại, họ trừ cái phần miễn trừ miễn giảm cho các bạn rồi thì họ mới tính thuế, thì nó cũng sẽ giúp các bạn giảm được các cái phần thuế thu nhập cá nhân mà các bạn phải đóng. Thì đó là tổng quan về cái phần liên quan tới thuế thu nhập cá nhân, cũng như là một số các cái cách mà các bạn có thể đóng được thuế khi mà các bạn làm việc tại Singapore. Mình thì luôn chọn cái phương án đó là đóng theo từng năm, chứ mình không đóng theo từng tháng. Mình tức là đóng một cục luôn á. Thì cái này tùy mỗi người thôi. Nếu như các bạn thấy các cái thông tin này bổ ích, các bạn hãy giúp mình like video này và đăng ký thêm kênh YouTube Xê Dịch Singapore để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye for now.